phải là bị giấy lao nha. Những cái phần này nó chỉ tự động thôi, không có gì khó hết. Thì trong tất cả những cái liên quan đến cái thuốc đó, thì cái quan trọng nhất đó là độc tính của thuốc. Độc tính của thuốc không thể thử được cái người nha. Không ai đem ra một cái thử nghiệm lâm sàng xem thử thuốc có tác động như thế nào trên thần kinh. Hoặc là nam phụ nữ có thai ra thử có thử thuốc có bị qua tai không, hay đó là cũng không vi phạm về mặt y đức, bởi vì chúng ta không tin đoán được cái gì xảy ra. Cho nên tất cả độc tính đều là trên thuốc thử nghiệm, và từ thuốc thử nghiệm chúng ta quy chiếu ra tính năng của con người. Thì trong cái thuốc thử nghiệm và trong cái thử nghiệm độc tính chúng ta có ba loại. Một là độc tính tóc. Độc tính tóc này nó chỉ đánh giá là chết với xong mà thôi, tức là uống vô xong hay là chết. Từ cái độc tính tóc này chúng ta sẽ tiên đoán được cái điều gì. Cái thứ hai là độc tính màng tính, chẳng hạn như những thuốc điều trị bệnh tim mạch, chẳng hạn như kháng sinh thì dùng đô đa 7 ngày hoặc 4 ngày và các chị đâu cần độc tính màng tính. Nhưng mà thuốc thì tăng cao khách hàng hỗ trợ bị bệnh, các chị phải dùng một giờ thì bệnh các chị ngày nào cũng thuốc là chúng ta phải dùng độc tính màng tính. Rồi tác động cuối cùng đó là tự nhiên gây quá thật, chủ yếu là làm cho thú vật. Cái này chúng ta sẽ có cái bài thực hành ở vị trí thì cái này các chị sẽ học thôi, giờ chúng ta sẽ sơ thôi ha. Độc tính tóc dùng để làm gì? Để xác định điều gây tử vong. Thì một thuốc bất kỳ chúng ta cho chuột uống, thỏ uống trên hai chủng khác nhau, chúng ta xác định cái liều nào nó gây chết. Cái chết 100 chẳng hạn, chúng ta có lô 10 lô, chúng ta cho uống liều là 1 gram trên 100 gram, cả 10 lô đó chết sạch hết. Rồi các chị cho uống liều giảm xuống là 100mg trên 100 gram cho 10 lô, cả 10 lô nó có con nặng chết hết. Như vậy chúng ta biết khoảng liều giữa mức độ tối đa gây chết, mức độ tối đa không gây chết, mức độ tối thiểu gây chết là 100mg. Như vậy nếu thuốc đó được ứng dụng trên điều trị thì chúng ta làm như thế nào? Thì từ 100 cho đến 1000 chúng ta có cái khoảng giữa đó là liều gây chết 50%. Đúng không anh chị? Từ liều gây chết 50% này chúng ta quy ra cái liều điều trị, liều điều trị nó phải thấp từ khoảng từ 20 đến 30 lần so với liều LD 50. Lúc đó thuốc nó có khả năng ứng dụng trên lâm sàng. Cái đó một trong những cái bước để phát triển thuốc. Cái này đã được tập chúng ta sẽ làm. Đây, cái quan trọng nhất là các bệnh nhân ở bên trong là điều gây chết 50%. Cái phương pháp đó là phương pháp cài đầu về đây. Cái này để được tập các chị sẽ làm. Nhưng mà về đọc thì như các chị. Rồi, thử nghiệm đọc tính mạng tính. Thì đối với những cái thuốc mà chúng ta dùng điều trị dài hạn thì thuốc đó muốn được lưu hành trên thị trường bắt buộc phải thử độc tính mạng tính. Độc tính mạng tính, độc tính cấp đó các chị chỉ thử dòng trong 24-72 giờ thôi, các chị coi thử nó sống nó chết là xong. Nhưng những thuốc mà dùng dài hạn thì bắt buộc các chị phải thử tối thiểu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và 2 năm. Đối với những cái quy định ngặt nghèo chẳng hạn như FDA của Mỹ thì người ta cũng quy định độc tính mạng tính là 2 năm, tức là phải cho uống liên tục trong 2 năm, xem thử có tổn thương gan hay không, tổn thương thần hay không, trên huyết học có thay đổi gì hay không, trên hành vi nó có thay đổi gì hay không, nó đủ thứ hết. Và nếu hành trình là thuốc cấp không đọc thì lúc đó cái lượng an toàn trên mạng sẽ tăng bắt đầu cái hành vi của mình. Đó, thì chúng ta thấy ha, chúng ta cũng đây là cái thời điểm của mình. Thì cái điều kiện thì chúng ta thử lên tất cả các thuốc, có thể là thuốc chưa được thành hoặc thuốc được thành. Thế nữa chúng ta thử nghiệm về các cái thử nghiệm khác, đó là độc tính trên sinh sản, độc tính hình thành, độc tính qua đường truyền và rồi cái tiếp nữa là khả năng sinh qua ra. Thì phụ nữ có thai là một trong những cái đối tượng cực kỳ đặc biệt, khi dùng thuốc cực kỳ cân nhắc. Thì đối với người chúng ta không thử được, cho nên chúng ta sẽ thử trên chuột tộc hoặc là chuột nhang. Và khi ghép đôi xong đó,
nó có thai đó, thì chúng ta bắt đầu thử thuốc. Không quá trình thử thuốc như vậy, anh chị qua thử đứa con sinh ra không có gì tạm gì nữa. Bởi vì chủ nhắc đó, 99% bộ gen nó là tương ứng với người. Cho nên nếu nó có độc tính trên di truyền thì nó sẽ bị gần gần như vậy. Nó cũng có biết và thẳng kém rồi, nó cũng có thiếu chi và người thương gần nhau. Thì cái này chúng ta giúp để đánh giá cái độc tính về quả thận. Thì ở đây là cái độc tính của thuốc nó tác động trên các cái thời điểm. Thì chúng ta thấy khi ở tuần 1, tuần 2 thì lúc thành công quá trình này chúng ta chỉ có phát hiện nó ra, đúng không? Thì thường trẻ thì phát hiện ra thì chúng ta sẽ nằm tuần 3, tuần 4. Và nếu dùng thuốc trong quá trình này thì các chị thấy thuốc có khả năng gây độc tính trên thần kinh 10 bắt đầu từ tuần 3 cho đến hết thai kỳ. Đối với tim thì nó xảy ra khoảng từ giữa tuần 3 cho đến hết tuần 3, giai đoạn này giai đoạn phôi thai. Thai tức là chi rồi đó, mắt chân thì nó cũng xảy ra từ tuần 4 đến tuần 3. Mắt thì từ đây cho đến hết thai kỳ. Răng thì bắt đầu từ tuần 6, hàm ếch thì từ khoảng từ tuần 6 đến tuần 12. Bộ phận của bên ngoài thì bắt đầu từ khoảng tuần 17 đến hết tai thì từ khoảng này. Như vậy thì một dị tật sinh ra ở trên trẻ đó thì nó lệ thuộc vào các thời điểm dùng thuốc và nó lệ thuộc vào cái cơ quan đấy nó bắt đầu. Thì đây là một cái hình ảnh của chị biết cái này là thuốc gì gây ra ta liên quan biết ở đây cái hội chứng tim cấp tụ tức là trẻ sinh ra cái gì cái gì thấy giống như cấp tụ thì ta liên quan biết là được một cái công ty dược phẩm của Đức nó phát minh ra để sử dụng để trước đây sử dụng để chống nôn và để chống thai. Thì sau cái giai đoạn sinh ra cái hệ cho nên hiện giờ tất cả các thuốc đều bắt buộc phải phân loại trong thai kỳ hết. Thì để phân loại trong thai kỳ đó chúng ta có các phân loại sau: bất kỳ một thuốc nào cũng phải có cái phân loại này và căn cứ trên phân loại này thì chúng ta cân nhắc có nên sử dụng thuốc đó cho phụ nữ mang thai hay không. Thì đối với loại A thì đã thử lâm sàng có ứng chứng đàng hoàng và nó rất là an toàn cho người có thai. Cái này ví dụ như acid folic hoặc là như thế nào. Loại B thì đã thử trên súc vật không thấy bất kỳ những nguy cơ nào hết nhưng mà chưa thử trên người, bởi vì chúng ta không thể thử được. Hoặc là thử trên súc vật thấy có nguy cơ nhưng trên thực tế đã dùng cho người, tức là người ta ví dụ như nhiều insulin cho rất là nhiều thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, và người ta thống kê hàng năm tức là cái chẳng hạn như 100.000 bệnh nhân sau khi đã sử dụng insulin thì tỷ lệ xảy ra tai biến như thế nào, thì người ta thấy là chưa thử trên người nhưng mà chưa thử trên thuốc vật có nguy cơ nhưng mà có bằng chứng tin cậy chứng tỏ nguy cơ rất là thấp đối với thai phụ, thì chẳng hạn như benzod hoặc là insulin thì người ta chưa thử. Loại C là thử trên thuốc vật có nguy cơ chưa có bằng chứng trên người hoặc chưa thử cả trên thuốc vật và chưa có bằng chứng trên người, chúng ta không biết cái gì hết thì chúng ta sẽ vào loại C, ví dụ như các thuốc kháng nóng hoặc là các kháng sinh. Loại D là chắc chắn có bằng chứng đang có nguy cơ đối với thai. Tuy nhiên trong một số trường hợp lợi ích nó có ra cao hơn nguy cơ, chúng ta lựa chọn điều kiện hạn như penicillin như này. Đó, thuốc trị động kinh không có gì, động kinh ở thai phụ thai sản thai phụ đó, nó có thể dẫn đến tử vong ở thai đó. Mặc dù nó có nguy cơ đó, nhưng trong trường hợp nếu phải điều trị phải thuốc sống lại thì không điều trị, hoặc là cái thuốc ung thư như thế ung thư chúng ta đều biết là điều trị động kinh, người ta sẽ hỏi trước một là kiểm tra thì này có vô thuốc, nếu không kiểm tra thì này vô thuốc. Loại X và đã thử trên súc vật hoặc trên người hoặc là theo kinh nghiệm dùng thuốc cho thấy có nguy cơ bị hại như vitamin A. Rồi liên quan có súc vật đó thì cái này các chị học lên
hóa dược rất là nhiều rồi. Tôi chỉ nói cái khía cạnh của dược.